Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị, đừng để trẻ làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ nuôi dưỡng ước mơ. Đó là thông điệp phòng chống lao động trẻ em năm 2019 đã được phát đi trên toàn cầu. Thông điệp này cũng đang được thực hiện một cách hiệu quả tại Việt Nam, từ chính sách cho đến thực tiễn. Ở phạm vi toàn cầu, đang có 152 triệu trẻ em đang phải làm việc kiếm sống. Tại khu vực châu Á, có tới 62 triệu lao động trẻ em. Điều tra quốc gia về lao động trẻ em ở Việt Nam vào năm 2012 cho thấy có 1,75 triệu lao động trẻ em, chiếm gần 10% trẻ em trên cả nước. Trẻ em bắt đầu làm việc khá sớm, độ tuổi từ 12 cho đến dưới 17 tuổi. Tuy nhiên, vẫn có tới hơn 15% lao động trẻ em ở nhóm từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, có đến 75% lao động trẻ em làm các công việc có những công đoạn mà điều kiện, môi trường làm việc nằm trong danh mục nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm mà pháp luật cấm sử dụng lao động trẻ em và người chưa thành niên. Ba ngành nghề tập trung nhiều lao động trẻ em là nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng. Trong đó, nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 1,2 triệu em, chiếm 67%. Tại khu vực nông thôn, cũng có tới 1,3 triệu trẻ em lao động trong các nghề bị cấm sử dụng lao động chưa thành niên hoặc điều kiện lao động độc hại. Trẻ em lao động thường tập trung trong các gia đình nghèo, cha mẹ mù chữ. Các em chỉ được nhận tiền công lao động rẻ và không có quan hệ lao động. Đây thường rơi vào các làng nghề, vùng đánh bắt, chế biến hải sản, khai thác đá, làm việc trên đường phố, bốc vác hay các trang trại nhỏ. Do vậy, các biện pháp ngừa lao động trẻ em cần hướng vào khu vực này. Đói nghèo được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế và từ đó dẫn đến nguy cơ lao động trẻ em. Chúng ta có thể có các quy định luật pháp, ban hành các chương trình tốt, điều đó là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là năng lực thực thi luật pháp, là việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, là sự tham gia tích cực của tất cả các đối tác trong xã hội, gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp. Lao động trẻ em thì là vấn đề toàn cầu. Và theo ước tính của ILO thì có khoảng 152 triệu lao động trẻ em. Lao động trẻ em tồn tại ở mọi ngành nghề lĩnh vực. Và trẻ em lao động sớm thì đang để lại cái hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến cái sự phát triển hài hòa của các em và tác động tiêu cực đến cái phát triển kinh tế xã hội, nhất là cái chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai. Điều 26 của luật trẻ em quy định rõ, trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động, không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật, không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Vì vậy, mọi hành vi vi phạm quy định trên đều bị ngăn chặn và bị pháp luật xử lý. Việc tham gia lao động sớm cản trở trẻ em tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục phù hợp để có một tương lai tốt hơn cho chính các em. Trẻ em lao động trong những điều kiện nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm hoặc bị bóc lột không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của chính các em mà còn tác động xấu đến chất lượng nguồn nhân lực tương lai và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong xu thế hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi thị trường lao động ở Việt Nam phát triển linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tham gia các hiệp định thương mại tự do đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ những cam kết về quyền cơ bản của người lao động, bao gồm 8 công ước cốt lõi của ILO, trong đó có 2 công ước liên quan đến lao động trẻ em về tuổi tối thiểu, được làm việc và xóa bỏ những hình thức lao động tồi tệ đối với trẻ em. Việc vi phạm công ước sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước. Đối với lao động chưa thành niên, trong đó có lao động trẻ em, thì chúng ta cần phải có những cái sửa đổi bổ sung nhiều hơn nữa. Đặc biệt là chúng ta phải đưa vào đây những cái tiêu chuẩn, những cái quy định trong các công ước của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn. Thì trong cái bối cảnh hiện nay có đưa vào những quy định như vậy thì chúng ta mới xử lý được một số vấn đề đang phát sinh trong việc sử dụng lao động trẻ em đúng quy định của pháp luật lao động, cũng như là sử dụng lao động trẻ em không đúng với quy định của pháp luật. Những hành động cụ thể để loại trừ lao động trẻ em đó là xây dựng và thực thi pháp luật, điều chỉnh, hoàn thiện pháp luật và chính sách quốc gia về lao động trẻ em để hài hòa và tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Truyền thông, nâng cao nhận thức về lao động trẻ em.
các cơ quan thông tấn, báo chí luôn luôn đi sát thực tế về lao động trẻ em, hướng dẫn một cách đầy đủ để giúp các bậc cha mẹ nhận thức về quyền trẻ em, có kiến thức về trẻ có thể lao động ở mức độ nào, làm những công việc gì. Xóa đói giảm nghèo, cần hỗ trợ và cung cấp cho các gia đình có lao động trẻ em hoặc có nguy cơ trở thành lao động trẻ em những cơ hội kinh tế và phúc lợi xã hội, cụ thể như tham gia các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập, hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề. Giáo dục dạy nghề, đảm bảo mọi trẻ em có thể tiếp cận giáo dục ít nhất đến hết độ tuổi giáo dục bắt buộc. Đây là chiến lược quan trọng để ngăn chặn lao động trẻ em. Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam tích cực tham gia vào tiến trình thực hiện phát triển bền vững. Việt Nam đã cam kết tập trung mọi nguồn lực, huy động sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có mục tiêu 8.7. Thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để xóa bỏ lao động ép buộc, chấm dứt nạn buôn người và nô lệ hiện đại, ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức. Các giải pháp về tăng cường hợp tác liên ngành để bảo vệ trẻ em, đặc biệt là sự tham gia phối hợp giữa các ngành giáo dục và đào tạo, lao động thương binh và xã hội, công an và các tổ chức xã hội trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, phòng chống buôn bán trẻ em được triển khai đồng bộ từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh, huyện và địa phương.